Ngày 1 tháng 4, Google hợp tác cùng Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng quốc gia NCSG ra mắt website dấu hiệu lừa đảo.com nhằm nâng cao nhận thức về lừa đảo trực tuyến. Đây là một trong nhiều hoạt động thuộc chương trình An toàn hơn cùng Google đã ra mắt dành cho người Việt trong năm 2021. Website dấu hiệu lừa đảo.com cung cấp các tình huống lừa đảo điển hình giúp người dùng có thể nhận biết được các phương thức lừa đảo rất phổ biến hiện nay tại Việt Nam và trên thế giới cũng như các nguyên tắc vàng trong hành xử để tự ngăn chặn. NCSC đã hợp tác cùng Google để bản địa hóa một số nội dung, đồng thời xây dựng bổ sung các tình huống lừa đảo điển hình thường xảy ra với người dân Việt Nam. Website cũng được NCSC tích hợp vào cổng không gian mạng quốc gia tại địa chỉ http https gian mạng vn để người dùng có thể dễ dàng sử dụng và tra cứu khi cần thiết không chỉ mang tới nội dung nhận diện lừa đảo mạng website dấu hiệu lừa đảo.com còn có bài kiểm tra thực tế dưới dạng câu hỏi trắc nghiệm hữu ích cho người dùng, bao gồm các hình thức nhận dạng lừa đảo như thẻ quà tặng, tin tốt bất ngờ như trúng giải thưởng đặc biệt, yêu cầu cung cấp thông tin qua điện thoại hay email từ đại diện cơ quan chức năng. Trước đó, Google cũng đã phối hợp cùng với NCSC ra mắt công cụ trắc nghiệm về lừa đảo qua mạng một quy trình rất hữu ích để có thể kiểm tra mức độ nhận biết các hình thức lừa đảo trên internet. Cụ thể là hình thức lừa đảo qua email. Phishing là một hình thức lừa đảo trực tuyến thường nhắm mục tiêu đánh cắp dữ liệu cá nhân, cài mã độc vào máy tính của nạn nhân. Đây là phương thức thường sử dụng email để lừa đảo và các mục tiêu tấn công thường là hàng loạt và không rõ ràng. Website còn có bài kiểm tra thực tế dưới dạng câu hỏi trắc nghiệm hữu ích cho người dùng. Dấu hiệu lừa đảo.com là một trong những nội dung được NCSC và Google hợp tác, giúp cho người dùng có những kiến thức, kỹ năng để tránh được các tình huống lừa đảo phổ biến trên không gian mạng hiện nay tại Việt Nam. Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng quốc gia NCSC cho biết, riêng trong năm 2021 đã có hơn 1.000 website lừa đảo trực tuyến, giả mạo các ngân hàng, tổ chức tài chính bị ngăn chặn xử lý NCSC và Google tin rằng việc triển khai những chương trình như vậy cùng với việc phát triển hệ sinh thái tín nhiệm mạng sẽ ngăn chặn được tối đa các cuộc tấn công lừa đảo, tạo dựng niềm tin số cho người dùng khi sử dụng dịch vụ trên không gian mạng cho người dân. Đồng hành cùng Google và NCSC giúp người dùng nhận biết chiêu trò lừa đảo một cách trực quan hơn. Chiến dịch lần này còn có sự góp mặt của nhiều nhà sáng tạo nội dung YouTube nổi tiếng trong chủ đề cảnh giác chống lừa đảo như là Anh Thám Tử hay Online, Thám Tử Nhí, bà lão thám tử Babi Copo, Home, Rikaki Gaming, Jalin Vlog và Sài Gòn Tếu.